Chào mừng mọi người với trở lại với kênh NTT Android iOS của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chơi 8 trò, đầu tiên là trò InvincibleHero. Mọi người ơi, chia sẻ cho mình với mọi người để mình có động lực để càng làm nhiều game hay đáp ứng cho mọi người nhé. Mọi người thích game gì thì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ah!
Thank you.